Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, trong lúc các tàu khảo sát, tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung Quốc đang quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở những vùng biển sát nách Trung Quốc, chính họ cũng đang bị nước khác cho biết thế nào là nghiệp quật. Theo tường thuật của website Global News của Canada hôm qua, thì hai tàu của Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan, khiến hải quân Trung Quốc phải cử tàu đi theo. Và một đội tàu của Trung Quốc đã có lúc suýt va chạm với tàu của Mỹ. Phóng viên của Global News đi trên tàu HMCS Monche là tàu hộ vệ của Canada tham gia hoạt động với Mỹ từ ngày 25 tháng 5 ở Biển Đông và đã chứng kiến vụ va chạm suýt xảy ra từ đài chỉ huy của con tàu. Theo tường thuật của phóng viên này, thì một tàu hải quân của Trung Quốc đã di chuyển với tốc độ lớn và cắt vòng qua mũi của USS Trung Hoon của Mỹ. Có lúc khoảng cách giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc chỉ là 150 sải, tức là tương đương khoảng hơn 100 mét. Khi con tàu Trung Quốc này đổi hướng, thuyền trưởng Mark Ford của tàu HMCS Monche đã bảo thủy thủ đoàn gọi cho tàu của Mỹ và nói với họ di chuyển, nếu không sẽ có va chạm. Người Mỹ đã đáp lại bằng cách yêu cầu tàu Trung Quốc tránh xa tàu của mình, nhưng cuối cùng tàu Trung Hoon phải đổi hướng và giảm tốc để tránh va chạm. Tàu Trung Hoon và tàu Monche đã đi cùng nhau ở Biển Đông trong gần một tuần trước khi tiến vào eo biển Đài Loan. Global News đã thấy các tàu Trung Quốc đi theo con tàu của Canada trong nhiều dịp trong quá trình đi qua eo biển. Người Trung Quốc không thực hiện một hành động nguy hiểm tương tự đối với tàu của Canada, nhưng một trong hai tàu Trung Quốc có mặt ở khu vực này đã theo dõi sát con tàu của Canada ở cự ly khoảng 1.000 sải, một cự ly mà thuyền trưởng của phía Canada cho là cũng an toàn. Đua Radio, phía Trung Quốc đã bảo cả tàu Mỹ và tàu Canada rằng họ đã tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, nhưng phía Mỹ và Canada cho rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ chung trong vùng nước quốc tế. Sau vụ việc vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong bài phát biểu tại đối thoại an ninh cấp cao Shangri-La ở Singapore đã cáo buộc Mỹ là khiêu khích đối đầu vì lợi ích của bản thân. Khi được hỏi về bài phát biểu về vụ việc suýt va chạm giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc, ông Lý Thượng Phúc nói sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở eo biển này là một ví dụ về việc Washington đang tạo ra những hỗn loạn trong khu vực này. Ông Lý nói họ không phải ở đây để đi qua vô hại, mà họ ở đây để khiêu khích. Lý Thượng Phúc cũng nói rằng nếu Mỹ và các thế lực nước ngoài không muốn đối đầu thì họ không nên cử các phương tiện quân sự đến gần Trung Quốc. Ông cũng đặt câu hỏi rằng tại sao các vụ việc như thế này không xảy ra ở nơi khác mà lại cứ xảy ra ở gần Trung Quốc. Vụ tàu chiến suýt va chạm hôm qua là lần thứ hai suýt va chạm giữa quân đội Trung Quốc và quân Mỹ trong một thời gian ngắn gần đây. Trong tuần trước, một máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng đã bay sát một máy bay do thám của Mỹ trong không phận quốc tế bên trên Biển Đông. Không chỉ có Mỹ và Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã tham gia vào một số hành động mà phía Trung Quốc cho là khiêu khích họ. Hôm 2 tháng 6, mạng tin tức Tencent nói rằng ngày 29 tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cho 7 tàu vào eo biển Đài Loan với lý do tránh bão. Đến ngày 31 tháng 5 lại có thêm 3 tàu bảo vệ bờ biển của Nhật đi qua eo biển Đài Loan. Mạng Tencent nhận định rằng hành động này của Nhật có nhiều lý do, trong đó trước hết là do Nhật được Mỹ ngấm ngầm khuyến khích để khiêu khích Trung Quốc, đổi lại Mỹ sẽ nới lỏng cho Nhật phát triển quân sự. Lý do thứ hai, họ cho rằng đây có thể là phản ứng đáp trả của Nhật Bản đối với việc trong thời gian gần đây, tàu hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển quần đảo Senkaku điếu ngư. Còn Hàn Quốc cũng mạng Tencent đưa tin vào ngày 1 tháng 6 rằng 9 máy bay huấn luyện T-50 của Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng vào 2 ngày trước đó. Phía Hàn Quốc nói lý do rằng những chiếc máy bay này hôm đó vừa kết thúc chuyến biểu diễn ở Malaysia. Trên đường về, vì sợ nhiên liệu không đủ nên đã hạ cánh xuống Đài Loan để tiếp thêm nhiên liệu và ngay chiều hôm đó đã rời đi để đến Australia. Tuy nhiên, bài viết trên Tencent không thỏa mãn với giải thích này mà phân tích rằng nếu lo sợ hết nhiên liệu giữa đường và thật sự cần tiếp dầu giữa đường, thì Hàn Quốc nên báo trước cho phía Trung Quốc và chờ phía Trung Quốc cho phép. Hơn nữa, Hàn Quốc không phải là không có nơi nào khác để hạ cánh. Ví dụ hạ cánh xuống các sân bay ở Philippines gần đó, nhưng Hàn Quốc nhất định phải hạ cánh xuống Đài Loan để liếc mắt đưa tình với nhà chức trách Đài Loan. Việc này chứng tỏ Hàn Quốc có động cơ không đơn thuần. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy trong thời gian gần đây, theo góc nhìn của Trung Quốc thì nhiều thế lực nước ngoài đã liên tiếp gây sự với Trung Quốc ở các mức độ khác nhau trước những hoạt động này của nước khác. Người Trung Quốc đã thấy nhột,
thế thì họ cũng sẽ hiểu được khi họ mang tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của nước khác quấy rối thì người khác sẽ cảm thấy như thế nào. Kính thưa quý vị, vừa qua Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa. Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là không có giá trị pháp lý. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Vì vậy, không có giá trị pháp lý. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong thông báo hôm nay, tuyên bố được bà Hằng đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức về việc lắp đặt ít nhất 3 phao đèn báo hiệu mới ở Biển Đông gần đá Cá Nhám, đá Ba Đầu và đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc viện lý do rằng hành động này nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải, hoạt động lắp đặt phao phi pháp do Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đông thực hiện gần đây, nhưng giới chức Trung Quốc không nêu cụ thể thời điểm triển khai. Trước đó, Cảnh sát biển Philippines cũng đã tiến hành thả 5 phao định vị hàng hải tại 5 khu vực trên Biển Đông, trong đó có bãi Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, bà Hằng nói thêm. Đá Ba Đầu là thực thể gần đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa, đá Cá Nhám là ngư trường truyền thống giàu tài nguyên ở Biển Đông. Trong khi đá Gaven là một trong 7 thực thể ở Trường Sa bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Ngoài ra, Bắc Kinh cho rằng Washington có các hành động khiêu khích trên Biển Đông sau khi tiêm kích Trung Quốc bị cáo buộc tạt đầu trinh sát cơ Mỹ ở khu vực. Việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến máy bay để giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia của chúng tôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cho biết. Bình luận được bà Mao đưa ra khi đề cập về việc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quân đội Mỹ Indo-PACOM cáo buộc tiêm kích Trung Quốc có hành động áp sát nguy hiểm trinh sát cơ RC-135 Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế ở Biển Đông vừa qua. Trong video được Mỹ công bố, tiêm kích J-16 Trung Quốc bay cạnh chiếc RC-135 rồi bất ngờ cắt ngang trước mũi ở khoảng cách hơn 120m, gây ra vùng nhiễu động không khí làm rung lắc máy bay Mỹ. Tuy nhiên, bà Mao cho rằng các hoạt động khiêu khích nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân các vấn đề an ninh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt hành động này và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh của mình. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu trước đó nói rằng Mỹ trong thời gian dài đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu do thám áp sát Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy là ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh, Liu cho biết. Trong khi đó, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết đã có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ chạm mặt trên biển của máy bay, tàu Trung Quốc. Những hành động này có khả năng tạo ra sự cố hoặc tính toán sai lầm. Quan chức cảnh báo, tình huống tương tự xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái giữa chiến đấu cơ Trung Quốc và máy bay RC-135 của Mỹ, buộc phi cơ Mỹ phải thực hiện các thao tác cơ động để tránh va chạm. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Lầu Năm Góc hôm vừa qua nói rằng, nói Trung Quốc từ chối lời mời về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần này. Phản hồi về thông tin trên, bà Mao Ninh nói Mỹ biết rõ lý do khiến hai nước bế tắc về mặt đối thoại, phía Mỹ nên nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, an ninh và các mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc, lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của họ. Bà Mao nói, đồng thời hối thúc Washington thể hiện sự chân thành, tạo điều kiện và bầu không khí cần thiết cho đối thoại giữa quân đội hai bên. Còn phía Mỹ tố tiêm kích Trung Quốc áp sát nguy hiểm ở Biển Đông. Quân đội Mỹ cho biết, phi công tiêm kích Trung Quốc đã có hành động gây hấn không cần thiết gần một máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông. Sự việc xảy ra vừa qua khi máy bay trinh sát Mỹ RC-135 đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đông, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ Indo-PACOM cho biết. Tiêm kích J-16 của Trung Quốc đã bay ngay phía trước, cách mũi chiếc RC-135 hơn 120m, gây ra vùng nhiễu động không khí trước máy bay Mỹ. Theo Indo-PACOM, video được giải mật cho thấy một tiêm kích băng qua phía trước máy bay Mỹ khiến nó bị rung lắc do nhiễu động.
người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu không bình luận chi tiết về thông tin, song nói rằng trong thời gian dài, Mỹ đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu do thám áp sát Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy và ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh, Liu cho biết. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói đã có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ chạm mặt trên biển của máy bay, tàu Trung Quốc. Những hành động này có khả năng tạo ra sự cố hoặc tính toán sai lầm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!